Vi Thức xin được trân trọng kính chào quý vị khán thính giả. Hôm nay Vi Thức sẽ gửi tới mọi người một bài thơ rất hay có tên Vợ Người Vợ Ta của tác giả Bình Nguyễn. Mong mọi người hãy bớt chút thời gian like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ Vi Thức, giúp Vi Thức có thêm động lực để ra những video hay hơn nữa để phục vụ mọi người. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi bài thơ. Với ta vợ có lúc phiền, nhưng ông hàng xóm rất ghiền, rất mê. Vợ mình có lúc mình chê, nhưng khi lên mạng trai dê nhiệt tình. Vợ người ta lại tỏ tình, vợ mình người khác họ dình cua ngay. Vợ mình lại đắng cay, vợ người ngon ngọt tỏ bày yêu thương. Vợ người ta muốn lên giường, vợ mình lạnh lẽo gió sương chẳng nhìn. Nhưng mà người khác tỏ tình, đợi mình vắng mặt là dình khổ thân. Vợ người ta gọi mỹ nhân, vợ mình người khác tuyệt trần sắc hương. Vợ mình thấy bình thường, nhưng ông hàng xóm dễ thương cực kỳ. Chuyện này đâu có lạ gì, xưa nay của lạ trai thì rất mê. Xoay vòng cứ vậy mà dê, dê qua dê lại không hề sai đâu. Vợ mình vợ lạ khác đâu, núi đồi hang động giống nhau thôi mà. Xưa giờ ý nghĩ người ta bị lừa ảo giác, vậy là lầm thôi. Khi mà gạo nấu cơm rồi, giật mình nhìn lại, ôi thôi chán trường. Vợ người ta cũng bình thường, phải đâu đặc sản cô nương tuyệt vời. Vợ chồng tình nghĩa trọn đời, mình nên nghĩ lại một thời đã qua. Tên thường là vợ của ta, từ là bà xã, hiệu là phu nhân. Quanh năm buôn bán tảo tần, chưa hề than vãn cực thân nửa lời. Chưa chồng vợ cũng tuyệt vời, bao người theo đuổi, bao lời thiết tha. Từ ngày làm vợ của ta, dần theo năm tháng mà ra nỗi này. Đâu rồi cái nét trang đài, đâu rồi vẻ thèm của ngày hôm qua. Đâu rồi mái tóc mượt mà, đâu rồi vóc liễu thướt tha nhẹ nhàng. Đâu rồi lời nói dịu dàng, đâu rồi ánh mắt mơ màng tuổi hoa. Nhận lời làm vợ của ta, quằn đôi vai gánh xót xa ưu phiền. Nào lo cơm áo gạo tiền, sợ chồng ong bướm bồ riêng bên ngoài.
nhọc nhằn 9 tháng mang thai, đớn đau vượt cạn cái ngày sinh con. Con đau vợ thức mỏi mòn, cũng vì thiên chức héo hon úa tàn. Một ngày nhìn lại dung nhan, vợ nào mà chẳng bàng hoàng xót xa. Còn đâu vóc ngọc thân ngà, còn đâu nhan sắc từng là mỹ nhân. Còn đâu sao xuyến bâng khuâng, còn đâu hờn dỗi bao lần vu vơ. Còn đâu ánh mắt mộng mơ, còn đâu quyến rũ ngẩn ngơ bao chàng. Thương tình trong cõi nhân gian, vợ thường giếng gánh phũ phàng xót xa. Trong đừng có nhớ người ta, lặng lòng suy nghĩ vợ nhà mình yêu. Những khi nắng sớm mưa chiều, ai người chia sẻ bao điều với ta. Khi mình bệnh tật xót xa, vợ mình hay vợ người ta bên mình. Vợ mình giờ chẳng còn sinh, vì sao xét lại, vì mình, vì con. Sao không hỏi lúc còn son, ai người đeo đuổi nỉ non ngọt ngào. Vợ thời má ửng hồng đào, ai người thương nhớ xuyến sao cõi lòng. Đã là đạo nghĩa vợ chồng, đừng gây thương tổn đau lòng vợ ta. Niềm vui hạnh phúc đâu xa, yêu thương trân trọng vợ nhà có ngay. Vâng, vừa rồi là một bài thơ rất hay, ý nghĩa và cũng rất thực tế, có tên Vợ Người Vợ Ta của tác giả Bình Nguyễn. Rất mong mọi người hãy bớt chút thời gian like, chia sẻ video và đăng ký kênh ủng hộ Vi Thức. Trước khi dừng lời, Vi Thức kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.